Nhân tiện đây cũng xin hỏi với bác một vấn đề không liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là một số khán thính giả của Phố Bô Sa TV đặt ra một câu hỏi rằng là những phát biểu của bác Nguyễn Thế Ngọc ở đây trên chương trình Phố Bô Sa TV có vẻ rất khác với lại những ý kiến của bác ở trên cái trang mạng Facebook của bác. Bác có thể giải thích vấn đề đó thưa bác? Mặc dù tôi không thích các lãnh đạo của nước Việt Nam về vấn đề tham ô tham nhũng, tuy nhiên mình phải đồng ý rằng thời buổi bây giờ nó khác. Nhà nước đã nắm được hết cái ưu điểm và cái có đủ cái khả năng khác với ngày trước, cho nên mới phát triển được như ngày hôm nay. Tôi cũng nói rõ là thế hệ của tôi không có rành về computer, cho nên mỗi lần mà khi dùng Facebook phải nhờ những người trẻ ở trong nước hoặc ở ngoài này để giúp cho. Tôi chỉ bấm vào cái hình để mà sử dụng. Tôi cũng đã được những người cho biết rằng những người đã lấy cái Facebook của tôi từ, tôi có 3 cái Facebook đã lấy mất của tôi từ hôm tháng 2, tháng 3 tới bây giờ, thì tôi mong rằng những người đó nên stop lại, đừng có lợi dụng cái Facebook tôi để làm những việc gì mà nó ngoài ý muốn của tôi. Thì nếu mà không thì tôi buộc lòng phải nói lên những người đó, thì chừng đó đừng có buồn nói tại sao là tôi hứa tôi không có nói gì hết mà tôi lại nói. Tức là bác nói rằng là những cái ý kiến của bác trên Facebook trong những tháng gần đây không phải là do chính bác viết ra, mà là do một cái hoặc là một người hoặc là một nhóm người nào khác sử dụng cái Facebook đó để mà viết ra, mạo danh là cái tên của bác, có phải vậy không ạ? Có khi thì họ lấy mất, thỉnh thoảng lúc trước thỉnh thoảng tôi xài được, có khi bây giờ là mất luôn rồi, cho nên thì tôi cũng không có kiểm soát được họ viết cái gì trên Facebook của tôi hết. Vậy thì với những người đã đang mạo danh trang Facebook của bác cũng như là những người mà biết bác qua những cái phát biểu trên Phố Bô Sa TV, nhân đây bác muốn nói điều gì thưa bác? Tôi muốn nói với quý vị đó, là nên stop lại những cái gì mà quý vị không đồng ý với tôi hay không thích tôi, thì quý vị có thể quý vị biết tôi, quý vị điện thoại nói chuyện với tôi hoài, thì quý vị cứ nói đừng làm như vậy, thì nó không có vui vẻ gì. Tuổi đời tôi cũng già rồi, tôi không có sợ ai mà tôi phải làm cái gì hết, cho nên tôi mong rằng quý vị nên stop những cái hành động đó lại. Đối với những người khán giả vẫn theo dõi bác bây giờ đây thì họ rất hoang mang về hành xử tương đối trái ngược của bác, thì bác muốn nói điều gì với họ thưa bác? Tôi muốn nói với những người đó là từ hôm tháng 2, tháng 3 giờ Facebook tôi đã mất rồi, thì như vậy là họ biết rồi. Tôi không còn, hiện tới bây giờ tôi cũng không có Facebook nữa. Mai mốt là tôi tính nhờ một người bạn trẻ ở đây lập lại Facebook cho tôi, thì chừng đó tôi sẽ có Facebook trở lại. Như vậy thì có lẽ như cũng đã rõ về cái vấn đề đó. Ngoài ra nếu có những gì mà cần phát biểu một cách chính thức, chương trình Phố Bô Sa TV luôn sẵn sàng rộng mở để mà tiếng nói của bác được một cách chính thức, thưa bác. Cảm ơn Phố Bô Sa TV và cảm ơn các bạn trẻ. Tôi chỉ có cái lời khuyên là hoàn cảnh đất nước của mình là dầu sôi lửa bỏng, chúng ta làm điều gì được để tiết kiệm sinh mạng của người dân vô tội, tiết kiệm những tài sản của họ thì mình làm. Mà một cái message tôi gửi tới cho lãnh đạo nhà nước nữa là nên làm sao cố gắng bảo vệ người dân, nhất là người dân, và làm sao mà bài trừ được cái vấn đề tham nhũng, thì cái điều đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ đoàn kết một lòng và Việt Nam chúng ta sẽ được phát triển kinh tế và sẽ trở thành một cường quốc ở Đông Nam Á, thì không có thế lực chính trị nào ăn hiếp hay là xâm lược chúng ta mà chúng ta phải đau lòng xót dạ nữa. Xin cảm ơn Phố Bô Sa TV và xin cảm ơn các bạn đã nghe những tâm sự cuối đời của tôi. Xin hết.